Xin chào quý vị các bạn. Tiếp tục bóc thêm em âm ly Akufei E350. Đây là chiếc âm ly thế hệ mới, giá rất ổn áp, trên 60 triệu. Hàng mới về tại shop Hồng Audio. E350 muốn bóc đầy đủ phụ kiện, còn nguyên hai lớp vỏ. Hàng như mới tinh. Giá là 65.500. Đầy đủ điều khiển, dây nguồn, Kataro. Đợt này giá cũng rất êm. Có những đợt về trên dưới xít soát 70 triệu, hơn 67-68 triệu. Đợt này mua được giá tốt nên tính anh em cũng hợp lý thôi, giá 65.500. Anh em nào chơi Tannoy, những dòng Turnberry hay là Stirling thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt. Về từ Nhật, về thẳng từ Nhật luôn. Chiếc ly này thì có thể ghép được với hai cặp loa và đánh big wide cho những em nào thích trải nghiệm chơi hai cầu loa chơi big wide.